Em xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì vào đầu clip em cũng không có gì hơn là xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay nhân tiện em phun bổ sung thêm phân cho những cây mà nụ nó còn yếu. Như cách đây 2 hôm thì em có làm clip cho cô chú anh chị mình đó, là về những loại nụ như thế nào, nào mình cần phải bổ sung phân như thế nào. Nhưng mà do 2 bữa nay thì trời ở chỗ em thì cũng có cứ mưa lác đác riết, em không có phun xịt được. Cho nên bữa nay em phun thì em cũng quay để trả lời, cũng có một số câu hỏi em trả lời với cô chú anh chị và các bạn. Thì cũng có cô chú hỏi em là thời điểm này mình bón DAB, bón phân DAB cho cây có được không, và hỏi em là DAB có phải là phân lân, phân DAB có phải là lân không. Thì em cũng xin thưa với cô chú anh chị là phân DAB nó là dạng lân tổng hợp. Thì nó gồm thành phần của nó gồm có 18% là đạm, 46% là lân và không có kali. Thì như vào thời điểm này thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, là những cây mai của chúng ta đang cái thời kỳ nuôi nụ và mình nó ôm nụ, thì mình không nên bón DAB. Bởi vì trong DAB nó có hàm lượng đạm cao, mà mình bón vô thì nó rất dễ đi đọt non. Mà những cây của cô chú anh chị mình bây giờ do cô chú anh chị mình chăm sóc nó không được đều đặn như em, thì tới bây giờ nụ nó còn rất là nhỏ. Mà nếu mà chúng ta đưa DAB vô thì cái lượng đạm cao, có thể những cái nụ kim ở cơi ngoài đầu nó sẽ nụ nó nhỏ ở ngoài đầu, nó sẽ thành cái đọt non, nó đi nó ra cái đọt non chứ nó không còn là cái nụ nữa. Cho nên là mình không nên bón DAB. Còn những nhà vườn khác người ta chăm sóc như thế nào thì em cũng không biết, nhưng mà ở chỗ vườn em thì em áp dụng như thế nào thì em chia sẻ vậy, thực tế như vậy. Clip hôm trước thì em cũng có chia sẻ với cô chú anh chị mình rồi, là những loại nụ như thế nào, mình phải bổ sung thêm phân như thế nào để cho nó nuôi lên. Thì có gì em sẽ chèn cái clip đó ở cuối video thì cô chú anh chị mình xem. Cái thứ hai là cũng có cô chú hỏi em là thời điểm này mình có cần bổ sung N3NM, tích rễ N3NM không. Thì em cũng xin nói với cô chú anh chị mình luôn là kích rễ N3NM thời điểm này thì vẫn bổ sung được cho cây mai. Nhưng đối với những cây mai của cô chú anh chị mình nó không được khỏe, nó yếu, thì cô chú anh chị mình vẫn bổ sung, nhưng bổ sung cái liều lỏng. Không được, mình không nên tưới cái liều cao như là thời điểm đầu năm. Bởi vì bây giờ cây đó đang có nụ, nếu mà chúng ta tưới liều cao thì nó sẽ làm dinh dưỡng lên, thì cái nụ chúng ta nó sẽ nhanh nở, nhanh lớn và nhanh nở, rất dễ bị nở bại. Còn đối như vườn của em đây thì cây nó khỏe mạnh như vậy thì em không cần phải bổ sung N3NM. Cô chú anh chị mình nhìn ha, có nghĩa là cây của em thì nó khỏe thì em không có bổ sung, không có cần phải bổ sung N3NM, em chỉ chăm sóc bình thường. Những cây nào nụ còn nhỏ thì em bổ sung thêm cái lân cao để cho nuôi cái nụ nó lớn lên. Còn cây nào nụ lớn thì vào thời điểm này em sẽ ngưng phân. Em chỉ có phun phòng nấm bệnh để bảo vệ bộ lá và tưới nước đều đặn. Đó thì cô chú anh chị mình thấy nè,
Lúc này á là nó bước vô cái giai đoạn giao mùa rồi, chuẩn bị cũng chuẩn bị đã hết hết mưa rồi. Có khi trưa trưa đang nắng gắt vậy cũng mưa rào qua cái thôi, cho nên cây nó sẽ dễ dễ bị cái lá nó dễ bị nấm bệnh lắm. Thì vào cái từ nay cho tới cuối năm là cô chú anh chị mình cứ chú ý, thứ nhất là về nước tưới phải đều đặn, giữ ẩm cho cây đủ nước, không được để cho nó bị thiếu nước. Cái thứ hai là phun phòng nấm bệnh thường xuyên, 10 ngày phun lần. Thì nấm bệnh thì em chỉ có sử dụng mancozeb thôi đó, chứ em không có sử dụng những loại khác. Thì cô chú anh chị mình xem cái loại nào mà nó hay thì mình áp dụng. Thì mỗi nhà vườn người ta sử dụng một loại khác, kiểu khác nhau. Em thì em chỉ có mancozeb trong tới phun từ đầu tới giờ đó. Đó, cô chú anh chị vô thời điểm này thì nụ nó đã phát triển rất là nhiều, nó phát triển khá là đều rồi. Nếu mình chăm sóc tốt rồi, thì tới thời điểm này là phát triển khá là đều rồi. Thì cái bữa em có nói là như hôm đầu tháng 9 em có chia sẻ đến là cái gì, cái vấn đề mà nụ kim còn nhỏ, mình bấm mà đọt non nó ra, mình bấm đọt rồi mình phun 2 gram, 3 gram, 10, 60, 12 đến 3 gram trên 1 lít nước để mình chặn cái đọt non, nó không cho nó ra nữa. Thì em cũng có nói kỹ là phun 1 đến 2 lần, tối thiểu nhất là 3 lần. Đấy. Và chúng ta phun, chúng ta theo dõi cái, để ý cái nụ và để ý cái cây nó phát triển đó, chứ không phải là pha 3 gram cho 1 lít nước là cứ tuần nào mình cũng phun. Thì cũng có cũng em thấy cũng có chú hay anh gì nói là phun 701 3 gram cho 1 lít nước, là bây giờ nụ nó lớn, nó nở nở rồi đó. Còn tại sao tới thời điểm này là giai đoạn em nói là thúc nụ và dưỡng nụ cho cây mai, mà em có nói cô chú anh chị mình là mình sử dụng liều giảm lại phân nửa, tức là 1,5 gram cho 1 lít nước. Bởi vì cái giai đoạn này là nụ chúng ta nó đã tương đối ổn định rồi. Đối với những cây nụ nó còn chưa được mập, chưa được tròn, mình chỉ bổ sung thêm một hoặc hai lần liều nhẹ như vậy để cho nó nuôi cái nụ nó bự lên lên nữa. Chúng ta cảm thấy nó tròn rồi là chúng ta ngưng, không phun nữa. Đó, thì em chia sẻ, em nói rất là rõ để cho cô chú anh chị mình dễ hiểu. Thì trong trong một cái thời gian quay cái clip á, thì nó chỉ có trong phạm vi mười mấy 20 phút đổ lại thôi, thời gian nó không có dài, cho nên em cũng không có thể nào mà nói chi tiết từng cái từng chút hết được. Em chỉ tổng hợp những cái gì mà quan trọng chính thì em nói để cho cô chú anh chị mình dễ hiểu. Thì nếu trong những cái vấn đề em nói mà có cái gì nó chưa được hoàn chỉnh thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm. Cũng có chú hay anh nói em là nói dài dòng ngắn gọn thôi, nhưng thực tế mà để mà nói mà chăm sóc cái cây mai
nói cho hết thì nó không thể nào nói ra một lúc mà hết được. À, không lẽ em vô em mỗi lần em quay clip em chỉ nói à bữa nay xịt phân này, rồi em đưa cái phân này lên cho cô chú anh chị mình coi ha, nay xịt phân kia vậy thôi, rồi cái rồi tắt. À. Đó thì với lại thời điểm này là mình đã giảm những cái loại phân rồi, nói chung nó cũng công việc chăm sóc nó cũng không có còn phải như cái giai đoạn mà từ tháng 6 tới tháng 9 nữa. Bây giờ chủ yếu là nước tưới, phun phòng nấm bệnh. Với cái thai vô giai đoạn này cô chú anh chị mình bổ sung thêm cho cây mai chúng ta là cái canxi bo, để cho nó hỗ trợ thêm, nó cuối năm nó hạn chế cái vấn đề là rụng nụ. Đó, hạn chế cái vấn đề rụng bông rụng nụ, bổ sung canxi bo, ví dụ như một tháng mình bổ sung 2 lần. Đó, thì cái liều lượng của nó thì cô chú anh chị mình nhìn ở trong cái nhãn dán của cái chai để mình bổ sung cho nó đúng, một tháng mình bổ sung thêm 2 lần để nó hạn chế cái vấn đề mà rụng nụ rụng bông ở cuối giai đoạn cuối năm. Thì clip hôm nay em cũng có vài lời gửi đến cho cô chú anh chị mình vậy thôi. Rồi qua đầu tháng 10 em sẽ quay tiếp xem nụ, rồi em quay tiếp em chia sẻ với cô chú anh chị mình. Thì trước khi kết thúc clip em cũng không quên cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy em chia sẻ hay thì xin hãy cho em một lượt thích, cũng như bấm đăng ký kênh. Cô chú anh chị nào mình chưa đăng ký thì mình hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.